hình chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm Tân Sửu 2021 thì lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn thì phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên thì không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu nhanh chóng mặt. Tuy nhiên thì có những giai đoạn thì không tránh khỏi được những khó khăn trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân liên tục thảm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm Tân Sửu. Trong năm tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Tân Dậu 1981 sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình có gặp phải những trắc trở khó khăn nào không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết video ngay sau đây. Tử vi năm 2021 của tuổi Tân Dậu 1981 dự đoán bạn sẽ hoạt động tốt tại nơi làm việc và được đồng nghiệp công nhận, do đó có thể có cơ hội được thăng chức. Trong tài lộc thì bạn nhận được mức lương cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn vào năm ngoái. Bạn nên lập một kế hoạch chi tiết để tích lũy của cải, tiết kiệm một số tiền để đối phó với các trường hợp khẩn cấp. Trong năm 2021 này, tuổi Tân Dậu 1981, Thái Tuế hình thành cục diện Dậu Sửu bán hợp kim cục. Về tổng thể, bản mệnh có một năm làm việc vất vả, lao lực nhưng nhân duyên lại vượng, thích hợp tham gia vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật, xây dựng kế hoạch. Người tuổi này có thể tìm được cơ hội để phát huy tài hoa và năng lực, tuy nhiên thì tình hình sức khỏe, đặc biệt là hệ thống hô hấp không được tốt. Năm Tân Sửu 2021, tuổi Tân Dậu 1981 sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác và đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những gì thuộc về điều mình mong muốn. Thế nhưng, để có thể đi đến thành công, bạn chắc chắn phải trải qua nhiều chông gai vất vả, tốn nhiều tâm huyết, chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn, chỉ ngồi không mà cũng muốn hưởng thành quả. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, do tác động của thương quan chủ yếu gây ra những mối bất hòa tai ương khiến cho mệnh chủ tính tình nóng nảy, nên trong năm nay tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 dễ có những lúc kiêu ngạo coi thường ý kiến của mọi người, nóng nảy, nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, đồng thời sức khỏe cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng không nên thường xuyên đi tới những khu vực ẩm ướt như sông ngòi, hầm lò hoặc những khu vực có âm khí nặng nếu không muốn vận thế bị ảnh hưởng cũng như sức khỏe bị giảm sút. Đương nhiên, dưới tác động tích cực của cục diện Dậu Sửu bán hợp trong năm 2021 này, bản mệnh sẽ có trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, có thể đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm nay hợp thái tuế, cơ hội rất nhiều. Tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh, nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ, kinh nghiệm, sẽ có được phần thưởng cùng sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2021, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để được hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Dự đoán tử vi của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn.
Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là Bích Thường Thổ, Mộc Thổ tương khắc, mệnh chủ cần phải chú trọng hơn tới những bệnh liên quan về gan, việc đi lại, hoạt động thể thao, cần để ý các bệnh liên quan tới gân cốt. Mệnh chủ cần chủ động đưa ra ý kiến của mình, cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả công việc. Nên lưu ý về các mối quan hệ xã giao, tìm cách để cân bằng giữ thái độ hòa nhã, khiêm nhường, đừng để đắc tội với đồng nghiệp, giữ cho các mối quan hệ nơi công sở được hoàn hảo. Người làm ăn kinh doanh thì cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đừng nóng vội, bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính thực tế, đừng mơ mộng mà mất tiền hao của. Nếu có ý định đầu tư thì nên chú ý quan sát từng biến động trên thị trường, đừng đầu tư mạo hiểm, cũng đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nào trong kế hoạch của mình, cố gắng hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất. Trong năm thì nhân duyên không được tốt, con giáp này không duy trì được các mối quan hệ cũ và gây dựng được thêm các mối quan hệ mới, dễ bị người khác cô lập, ảnh hưởng đến vận trình tổng thể. Mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Pháp khí phong thủy này giúp bạn tăng cường nhân duyên, kích vận quý nhân tương trợ. Nam mệnh 41 tuổi, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế sức khỏe tương đối tốt, thích hợp đi du lịch công tác xa để cầu tài, trong nhà sẽ có khá nhiều chuyện vui. Nữ mệnh 41 tuổi, gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, hành niên trực thổ tinh, quan sự lai tương xâm. Năm nay thì cẩn thận đụng phải luật pháp, đề phòng tiểu nhân quấy phá, hạn chế đi ra. Những người làm công ăn lương thì sẽ bận rộn với công việc, khiến cho họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với người đang làm kinh doanh thì sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn, sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng bạn phải để ý đến các vụ trộm. Nói chung thì năm 2021, may mắn cho những người tuổi Tân Dậu sinh vào năm 1981, sự nghiệp thăng hoa có thể được lãnh đạo công nhận và may mắn của bạn về tài lộc, đặc biệt là lượng, sẽ được tăng lên tương ứng. Tình yêu và mối quan hệ của bạn cũng sẽ được ban phúc vào năm nay. Những gì cần thì sẽ về sức khỏe, áp lực công việc có thể khiến cho bạn lo lắng và đòi hỏi bạn cũng phải thức khuya. Điều này gây hại cho sức khỏe của bản thân rất nhiều. Sự nghiệp của tuổi Tân Dậu năm 1981 vào năm Tân Sửu. Tuổi Tân Dậu 1981 sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp, sức mạnh tích lũy trong giai đoạn năm ngoái sẽ được thể hiện trong năm nay và sẽ giành được sự công nhận từ ban lãnh đạo với màn trình diễn xuất sắc. Khen thưởng và tăng lương sẽ đạt được mà không cần phải nỗ lực. Bạn nên được thận trọng với lời nói và hành động của mình, đừng tự mãn vì thành công tạm thời. Hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, tốt hơn nên đeo vòng tay có ký hiệu khỉ. Ngoài có tam hợp quý nhân lại gặp được bát bạch tài tinh, đây là hai sao có thể thúc đẩy vận thế sự nghiệp. Tướng tinh là các thần, chủ về sự nghiệp và trong sự nghiệp quan vận, tài vận có liên quan mật thiết với nhau. Chính vì thế mà mặt công việc năm nay sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ, cầu danh được danh, cầu lợi được lợi. Trong công việc được bát bạch giúp đỡ, sự nghiệp sẽ phát triển không ngừng. Không gian phát triển rộng lớn, tiền đồ sáng lạn, quyền lực và thu nhập đều tăng. Thực tế thì công chức phát triển lợi nhuận. Được hợp tác thái tuế tương trợ, mọi việc của mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 81 đều thuận lợi, từng bước lên cao. Nếu như có thể nắm bắt cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo, tiền đồ tương lai càng thêm nhiều tươi sáng. Về học tập thì chịu ảnh hưởng của bát bạch tài tinh, dễ dàng tự cao, học tập không chăm chỉ, vận thi cử không thuận. Năm nay là năm sự nghiệp đắc cách, vì vậy nên sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn bát bảo tâm kinh để mọi việc được hanh thông hơn. Tài lộc của tuổi Tân Dậu năm 1981 vào năm Tân Sửu. Có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng là tuyệt vời, sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra thì bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính, có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy và đến ở mức độ nhất định. Khi có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay, cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Về mặt tài vận,
Thái Tuế Sử Thổ là chính ấn của mệnh chủ tuổi Thân, khiến cho mệnh chủ sẽ có cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Hơn nữa, hợp Thái Tuế có quý nhân chỉ điểm, chỉ dẫn, bớt đi đường vòng, biết cách làm giàu, tiền tài không ngừng tích lũy. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu 1981 năm nay tam hợp Thái Tuế, lại có các tinh, sự nghiệp hợp Thái Tuế nhập mệnh, có thể thông qua việc mở rộng, tích cực, sự nghiệp cùng với không ngừng sáng tạo cái mới sẽ tăng thêm thu nhập. Sao phi liêm đến, tức là có rủi ro, làm giảm lợi ích. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần đề phòng bệnh tật làm hao tài, tiểu nhân làm hại. Về mặt thiên tài, do năm nay bị ảnh hưởng bát bạch tài tinh, đây là một các tinh từ tốn biểu thị về phương diện sinh tài của mệnh chủ Tân Dậu 1981 nên dùng cách làm từ từ chậm rãi là chính, không nên kiếm tiền một cách nhanh chóng. Thích hợp thông qua con đường hòa vốn chắc chắn để giảm nguy hiểm, lấy ngắn nuôi dài, không nên nóng vội. Để tăng cường thêm tài vận, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu theo sự hướng dẫn tư vấn của chuyên gia phong thủy. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý tháng Tân Mão, dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 cho tới ngày 11 tháng 4 năm 2021, tức là từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 2 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tình duyên của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm Tân Sửu. Về mặt tình cảm, Thái Tuế chính ấn hợp thân, đối với nam độc thân mà nói, vận thế hôn nhân tương đối vượng, thoát khỏi độc thân không phải là chuyện khó. Nếu có thể chủ động xuất kích, đời sống tình cảm của bạn năm nay sẽ bất ngờ lãng mạn. Là năm hợp Thái Tuế, đào hoa của mệnh chủ tuổi Tân Dậu 1981 tăng lên. Người độc thân có thể thông qua xã giao, du lịch, công tác để gặp mối nhân duyên bất ngờ. Cũng có thể nhờ bạn bè làm mối, tạo thành cơ hội mới. Người đang yêu thì năm nay tình cảm có thêm một bước mới, ngọt ngào, mỹ mãn. Nhưng nước đầy ắt tràn, mệnh chủ tuổi Tân Dậu 1981 năm nay hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Người đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ, để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do chính ấn bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh kết hôn với tuổi Tân Dậu 1981 vẫn cần thời gian kiên nhẫn, đợi xuyên suốt tuất hiện. Để tăng cường thêm nhân duyên và gắn kết tình cảm vợ chồng, bạn nên sử dụng trang sức trợ mệnh vòng tam hợp quý thần Tỵ, Dậu, Sửu theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để tăng cường tài lộc hòa hợp vợ chồng cũng như tăng cường đào hoa vận cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm Tân Sửu. Sức khỏe sẽ kém khả quan trong năm nay. Các nhiệm vụ khó khăn có thể khiến cho bạn trở nên cáu kỉnh trong công việc và đẩy bạn thức khuya và vì làm thêm giờ. Do đó nên chú ý hơn đến các vấn đề về thể chất của mình, nên kiểm tra thường xuyên hơn, miễn là bạn cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Hãy đến bác sĩ kịp thời và chấp nhận điều trị dù bệnh nhẹ hoặc nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Ở với gia đình vào cuối tuần và tham gia những chuyến đi ngắn sẽ tốt cho bạn. Về khía cạnh sức khỏe thì cần phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe hơn năm ngoái. Ở tuổi trung niên nên tập thể dục nhiều hơn và có chế độ ăn uống nhẹ. Đối với tình yêu và mối quan hệ, sẽ có mối quan hệ ổn định với bạn đời yêu quý bạn. Về sức khỏe thì mệnh chủ tuổi Tân Dậu năm 1981 chịu ảnh hưởng của Bạch Hổ, Phi Liêm và Đại Sát. Sức khỏe không tốt, bệnh tật khá nhiều. Hơn nữa, năm nay bị Thái Tuế, Tiết Thân, Ngũ Hành Thủy lại quá vượng. Về mặt an toàn, mệnh chủ tuổi Tân Dậu 1981 cần điều khiển phương tiện giao thông, chú ý an toàn giao thông, không xem nhẹ luật lệ giao thông mà tùy ý vi phạm. Hơn nữa, tránh lái xe lúc mệt mỏi, nếu không sẽ bị xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm nay bị thái tuế tiết thân, ngũ hành thủy quá vượng, sự ảnh hưởng của bạch hổ, phi liêm cùng đại sát cũng thêm khể coi tường. Về mặt sức khỏe thì rất dễ xảy ra vấn đề, thực tế cần phải chú ý đề phòng các bệnh về hô hấp cùng hệ tiết niệu. Một mặt cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng các dịch bệnh cùng với virus. Đồng thời về mặt xuất hành thì cần phải cẩn trọng những tai nạn ngoài ý muốn không do con người tạo thành, hết sức tránh du lịch xa hoặc hoạt động thám hiểm bên ngoài. Nếu phải đi làm việc xa thì tốt nhất thông qua vật phẩm cát tường được chuyên gia phong thủy may mắn tư vấn đặt ở thời điểm xuất hành có lợi. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, cách tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng. Sao Thái Dương chiếu mệnh đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tiên vui. Nếu đi làm ăn xa sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam. Còn nữ hay bị đau ốm, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng vào năm Tân Sửu gặp phải hạn toán tận. Trong năm này bị mất tiền bạc, của cải, không được dự tính trước được, tai họa bất ngờ ập đến. Trong đó, những ai có nguy cơ cao nhất đó là bị cướp bóc và thứ hai là chung vốn làm ăn và thiệt hại rất lớn về tiền của. Hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Tân Dậu nữ mạng, Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu, bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng, kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch, cả nam và nữ, nếu không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nam mạng Tân Sửu sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, say sẩm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt là không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tân thuộc hành kim, hành này khiến cho Dậu bướng bỉnh ngoan cố hơn. Cũng thuộc hành kim cho nên năng lượng kim kép khiến cho những người tuổi Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người khác. Họ đề cao cái tôi cá nhân, do đó thường có xu hướng tìm kiếm những người biết lắng nghe để có thể nuôi dưỡng và duy trì cái tôi, bản ngã này. Người Tân Dậu thì khá mạnh dạn, họ kiên định với suy nghĩ của mình, tự lập và không dựa dẫm vào người khác là cuộc sống mà tuổi này hướng tới. Là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, tính tình khắt khe và để ý từng chi tiết nhỏ. Gia đình rất quan trọng đối với tuổi Tân Dậu, vì vậy mà họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất cho người thân của mình. Tân Dậu có tài hùng biện, họ có thể dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Là những người rất trung thực và thường không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ. Do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một mặt đặc trưng trong tính cách của tuổi này đó chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cộng với bản tính có chút hung hăng chính là trở ngại lớn trong tình yêu của tuổi Tân Dậu. Nam tuổi Tân Dậu thì có cuộc đời sung sướng từ tuổi nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập hay hoang phí và có tính tiến thủ. Tuổi Tân Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí, phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ nhưng ra chẳng bao lâu. Cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm nên cần phải cân mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao phải mang cảnh nghèo mãi, số hậu vận mới được sung sướng an nhàn. Công danh có khi lên cao, có khi cũng xuống thấp. Về gia đạo thì không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Đường công danh chỉ vào ở mức độ bình thường, không được dư giả và điều tốt trong cuộc sống. Về sự nghiệp thì có nhiều điều tốt,
Nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào. Nếu đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Từ 20 đến 25 tuổi, bắt đầu tuổi 20 đã gặp phải một chuyện nhà, đau buồn về tình cảm. Tiếp theo là năm 21 tuổi gặp phải nhiều chuyện thất vọng nặng nề. Nhưng rất may mắn, qua năm 22 tuổi lại được đền bù về một chuyện may mắn bất ngờ về công danh. Năm 23 tuổi công danh lên cao, nhiều chuyện vui buồn suốt năm. 24 tuổi kỵ mùa đông, kỵ tháng 11 âm lịch và kỵ lửa. Năm 25 tuổi coi chừng bạn bè phản bội kỵ đi xa. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi có chuyện may mắn bất ngờ. Tiếp theo là năm 27 tuổi, một năm vượng phát về cả hai mặt tài lộc lẫn tình cảm. Từ 28 đến 30 tuổi luôn luôn ở trong tình trạng sung túc. Tuy nhiên coi chừng suốt năm 30 tuổi có thể gặp nạn hoặc đau bệnh bất ngờ. Từ 31 đến 35 tuổi, đây là khoảng thời gian xấu nhất trong đời bạn suốt 3 năm liền. 31, 32 và 33 tuổi, đau ốm liên miên, có nhiều fan tưởng phát chết nhưng may mắn sẽ được qua khỏi nhờ có quý nhân phù trợ. 25, 33 và 34 tuổi cũng còn xấu nên dè dặt trong tất cả mọi sự. Từ 36 cho đến 44 tuổi, đây là khoảng thời gian đại cát trong đời bạn. Suốt 9 năm liền, bạn làm gì cũng thành công, muốn gì cũng được. Bạn nên triệt lợi dụng khoảng thời gian tốt này của đời mình để mà xây dựng sự nghiệp. Có thể nói đời bạn sự nghiệp thành hay bại là do ở những năm này định đoạt, đó là lúc cờ tới tay và đã no gió, muốn phất lên như nào cũng thành công. Từ 45 cho đến 50 tuổi, 45 tuổi có kết quả về đường tài lộc, làm ăn vẫn còn được kết quả tốt đẹp, nhất là những tháng 6 và tháng 8. 46 tuổi, hay đẹp, năm này thành công về làm ăn, có cơ hội phát triển mạnh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.